Chào các bạn, trong video này AF Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng PhoneSafe. Và tính năng tiếp theo mình muốn hướng dẫn đó là tính năng khóa ứng dụng. Thì các bạn thấy khi mở ứng dụng ra thấy hình chữ khóa ở đây, có chữ khóa ứng dụng các bạn chọn vào. Ở đây là danh sách ứng dụng của máy. Bây giờ các bạn muốn khóa ứng dụng nào, các bạn bật All lên như vậy. CH Play nữa. Đây mình đã khóa hai ứng dụng là Bank Plus và CH Play. Bây giờ sẽ quay trở ra và kiểm tra CH Play. Đây các bạn thấy là đã khóa ứng dụng rồi. Và yêu cầu nhập mật khẩu full safe thì mới có thể sử dụng được. Như vậy. Và bây giờ có thể truy cập và sử dụng bình thường. Tính năng này mình thấy rất là tiện ích trong trường hợp mọi người muốn bảo vệ thông tin cá nhân khi mà cho người khác mượn máy chẳng hạn. Đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ AF Channel. Xin chào các bạn.